Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Các bạn thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh. Công dụng của gừng đen. Theo sách y học cổ, thảo dược này có vị cay, nóng và ấm. Công dụng của gừng đen được biết đến là một vị thuốc phá huyết, hành khí cực kỳ hiệu quả. Các thầy thuốc đông y từ xưa đến nay vẫn thường dùng gừng đen như một loại chất, thành phần cần thiết để hỗ trợ chữa trị nhiều chứng bệnh như khí huyết ngưng trệ, đau bụng đầy trướng, bệnh máu đông thành, hòn, cục. Trong đông y, gọi chung là nhóm bệnh do trần hà tích tụ, viêm mủ, trị thương hay sinh dạ non. Theo Tây y, có rất nhiều nghiên cứu trên cả động vật và con người đều cho thấy gừng rất tốt cho sức khỏe, không chỉ làm thu hẹp lại các khối u mà còn để ngăn ngừa và làm giảm sự di căn của các tế bào ung thư đến các bộ phận khác của cơ thể. Trong một nghiên cứu của Đại học Bang Georgia, Mỹ, các nhà khoa học đã thí nghiệm trên những con chuột và kết quả cho thấy việc uống chiết xuất gừng thường xuyên có thể làm giảm kích thước của khối u tuyến tiền liệt tới 56%. Trị thương. Các vết thương lớn dễ nhiễm trùng có thể dùng củ gừng đen tươi đem giã đắp nát và đắp lên vết thương. Dùng găng gạc quấn băng lại từ 5 đến 6 tiếng phải thay một lần. Lưu ý khi đắp gừng đen vào vết thương sẽ gây rát, nóng nhưng cố chịu một lúc thì sẽ hết. Loại bỏ mủ, máu độc. Những nốt mụn nhọt hay phỏng thường tích tụ mủ hoặc máu độc trong đó khó lấy ra và dễ bị nhiễm trùng nếu không xử lý đúng cách. Dùng tinh chất củ gừng đen bôi lên vết thương để hút hết mủ ra ngoài. Bên cạnh đó, thành phần có trong gừng đen sẽ giúp vết thương nhanh lành, mau lên da non là công dụng tuyệt vời nhất của gừng đen. Phòng trừ khí độc. Đối với phụ nữ sau khi sinh thì việc ra nước trước gió sẽ có nhiều nhiễm độc và vẫn chỉ cần ngậm một vài lát gừng đen có tác dụng khử độc sẽ không còn phải lo lắng quá nhiều nữa. Chữa nhóm bệnh trần hà tích tụ, được gọi là nhóm bệnh máu vón cục, bệnh chảy máu sau sinh ở phụ nữ. Bài thuốc này cần lát gừng đen phơi khô, sau đó sao vàng hạ thổ, thấm ướt vào nước giấm, sắc nước uống. Uống sau ăn cơm từ 1 đến 2 tiếng để phát huy kết quả tốt nhất. Nhúng giấm như một môi trường trung hòa, coi các chất có trong gừng đen dễ đi vào cơ thể. Chảy máu dạ non. Củ gừng đen thái lát mỏng phơi khô, xào chung cùng ruột gà cho đến khi ruột gà ra hết chất tóp lại thì vớt bỏ đi. Sau đó lấy phần gừng đen đem đi sắc lấy nước uống, sử dụng từ 15 đến 20 gram một ngày. Giảm cơn buồn nôn. Bạn có thể nấu nước gừng đen sắc lát mỏng để uống dần đối với phụ nữ mang thai, sẽ làm giảm các cơn ngán hay những người bị say tàu xe cũng sẽ làm giảm các cơn buồn nôn. Kiểm soát cholesterol. Trong gừng đen được nghiên cứu giúp làm giảm mức tỷ trọng cholesterol lên đến 7,5%, là nguyên nhân làm giảm cảm giác các bệnh về tim mạch. Chính vì thế mà việc sử dụng nước sắc từ gừng đen rất tốt. Hỗ trợ tiêu hóa. Nếu bạn ăn quá nhiều, ăn nhanh hoặc các chất có trong thực phẩm kỵ với nhau sẽ dễ gây khó tiêu, chướng bụng. Uống một tách gừng đen sẽ làm giảm cảm giác khó chịu. Hỗ trợ người bị bệnh tiểu đường. Thành phần có trong gừng đen sẽ giúp tăng nồng độ insulin trong cơ thể, kiểm soát lượng đường huyết trong máu, ngăn chặn và phát triển các khối u. Cũng chính những thành phần giúp tăng nồng độ insulin và làm giảm sự phát triển, tăng trưởng của các khối u. Giảm viêm. Tính chất kháng viêm, giảm viêm có trong gừng đen cực kỳ phù hợp để chữa các bệnh liên quan như đau lưng, đau cơ và viêm. Giảm nguy cơ sỏi thận. Theo nghiên cứu của những người có sử dụng gừng đen, ít nguy cơ bị sỏi thận hơn là người không dùng. Chính vì thế, dùng vài lát gừng đen thái lát, phơi khô, sắc nước uống một ngày một lần để cải thiện tình trạng sỏi thận. Tăng khả năng miễn dịch.
Những người sử dụng gừng đen giúp chống lại các vi trùng và vi khuẩn, đồng thời tăng cường hệ thống miễn dịch, tăng cường khả năng chống oxy hóa cho cơ thể. Những lưu ý khi dùng gừng đen. Điều cần lưu ý là củ ngải tím phải sử dụng ở dạng tươi và tuyệt đối không áp dụng trị thương cho phụ nữ mang thai bởi công năng phá huyết của cây cực mạnh. Trong quá trình dùng thuốc trị liệu, người bệnh cần kiêng tránh những thức ăn sinh mủ. Nét ưu việt nữa trong bệnh chữa bệnh của cây ngải tím như lời vị lương y trên nói là tuyệt đối không để lại sẹo sau khi vết thương lành. Cổ nhân ngày xưa cũng vẫn ứng dụng củ ngải để chữa trị chứng cảm cúm sơ phát bằng cách ăn tươi. Phụ nữ vùng cao sau khi sinh thường ăn củ ngải tím phòng bệnh. Những người lặn lội vào chốn rừng thiêng, nước độc, tim trầm, đải vàng không bao giờ quên ngậm củ ngải tím nhằm phòng trừ khí độc, bởi thế nhân gian mới có câu ngậm ngải tim trầm. Bên cạnh cách dùng tươi, người bệnh có thể tự bào chế bài thuốc từ củ ngải tím và giấm, dùng chữa trị nhóm bệnh trần hà tích tụ, tức các bệnh máu vón thành cục, sắc khí, bệnh chảy máu dạ con ở phụ nữ sau khi sinh. Theo đó, thái mỏng củ ngải tím đem phơi hoặc sau khô, sau đó tẩm bằng giấm hoặc vừa đủ. Mỗi lần dùng 12 gram sắc nước uống. Chú ý, các bạn uống thuốc tốt nhất là lúc lưng trần bụng, tức là không đói, cũng không no, để có hiệu quả tốt nhất. Giải thích tại sao kết hợp vị giấm, lương y cho hay, phần lớn các bệnh do trần hà tích tụ đều xuất phát từ gan. Mặt khác, giấm có vị chua sẽ làm nhiệm vụ đưa thuốc vào gan, từ đó vị bệnh mới lành dứt điểm. Gừng đen khá hiếm và đang được nhân giống tại các vườn quốc gia. Tuy nhiên, tốc độ sinh trưởng và phát triển của nó khá giống với gừng nghệ của ta. Được nhân giống bằng củ, tưới nước và không cần chăm bón quá nhiều. Cách ngâm rượu gừng đen dễ và hiệu quả. Củ gừng đen tươi đem rửa sạch, phơi ráo nước, có thể để nguyên vỏ hoặc cạo sạch đi. Đem ngâm cùng với rượu ngập gừng đen. Nên dùng rượu nếp, tốt nhất sau từ 6 tháng, có thể sử dụng mỗi một ly nhỏ trước bữa ăn. Và gừng đen này hay còn gọi là củ ngải tím các bạn. Và để biết về cái cây có như dạng như thế nào thì mình sẽ mô tả cho các bạn nha. Tại vì hồi nãy mình sẽ giới thiệu chia sẻ các bạn về cái công dụng của gừng đen. Và bây giờ cái gừng đen này nó có đặc điểm như thế nào thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là nó giống như một cây nghệ vàng ở nước ta và tán lá của nó to và độ cao khoảng từ 1 mét. Trong y học thì gừng đen có tính nóng, vị cay nồng, có mùi thơm. Gừng đen còn được gọi với cái tên khác là ngải tím hoặc nga trực. Cây thường phân bố trong một khu vực, vùng cao hay một số nơi thuộc huyện An Khê, Tây Nguyên, Gia Lai. Và gừng đen có tên khoa học là Dibiniska, thuộc chi gừng đen. Củ gừng đen bề ngoài trông như gừng ta bình thường, nhưng bên trong thay vì có màu vàng thì nó là màu tím đen và có mùi thơm đặc trưng của nó. Mọi người thường đem phơi khô để dùng dần chữa các bệnh như dạ dày, dùng ngâm rượu. Và gừng đen đã được sử dụng rộng rãi như một loại thuốc quý nhân gian có tác dụng tiêu hóa, kích thích, cải thiện lưu lượng máu trong cơ thể, tránh tích tụ và vón cục, tăng cường hệ miễn dịch, sức đề kháng cho cơ thể. Ngoài ra, các hoạt chất sinh học trong củ gừng đen có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm rất là mạnh, sẽ giúp điều trị bệnh dị ứng, chống viêm loét dạ dày, tá tràng hay đại tràng, ký sinh trùng, sốt rét và kháng nấm, giảm stress và các bệnh tiểu đường. Các bạn thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.